city boy. Big city, big city boy. Vivo X50, Vivo X50 Pro. Ý mình là con Pro nó ở trong đấy, thì bởi vì nhiều người quá mình chưa được cầm. Lát nữa mình sẽ trên tay luôn con X50 Pro nha mọi người. Bởi vì con nó đặc biệt lắm các bạn ạ, camera gimbal các thứ, xịn không? Nghe xịn lắm nhưng mà mình chưa được cầm. Bây giờ thì mình đang được cầm, đó chính là con Vivo X50. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trên tay cả hai sản phẩm này và mình sẽ đánh giá nhanh về những cái trải nghiệm của mình về cả hai sản phẩm này nhé. X50 và X50 Pro. Nói lại lần nữa là X50 Pro nằm trong đấy đó các bạn ạ. Bắt đầu video nào. Điều đầu tiên mình sẽ muốn nói về con Vivo X50 trước, vì cơ bản là tôi đang có con này ở đây thôi. Thì mặt lưng á, sẽ là một cái điểm nhấn mà thực sự mình cầm vào con này mình rất là thích luôn á. Có vẻ rất là sao không? Bởi vì cái cách mà họ làm cái mặt lưng này, cảm giác vuốt và sờ ở mà nghe vuốt mặt lưng nghe hơi ngu nhỉ. Nhưng mà cơ bản là khi mà mình cầm vào ấy, mình có được những cái cảm nhận khi mà mình vuốt ở trên cái phần mặt lưng này và cũng như sờ vào, nó rất là trơn tru và nó rất là mượt mà. Kiểu nó không phải là trơn tru của kính mà nó cũng không phải là kiểu rẻ tiền của nhựa. Mà thật sự mình không biết là cái chất liệu của nó làm gì nhá, nhưng mà thật sự cách mà họ làm cái mặt lưng này cũng như là chất liệu của nó làm sờ vào các thứ rất là sướng. Điểm thứ hai á, ở con Vivo X50 này mà mình thích đó chính là cái cụm camera của nó. Thì các bạn nhìn này, ui, kiểu nó làm cái thiết kế vuông vức và cũng như có một cái phần kim loại ở đây làm cho cái mặt lưng này rất là sang trọng nhá. Không hiểu sao nhìn vào con này cảm giác mình rất là thích nó. Và nói về cái cụm cam cũng như là thông số của nó, thì hiện tại camera chính của nó sẽ là 48 megapixel, sẽ không có kiểu là camera gimbal như là con X50 Pro. Và camera chuyên siêu chân dung hay là chân dung chuyên nghiệp gì đó mình không nhớ lắm, thì sẽ là 13 megapixel, và camera góc siêu lộng 8 megapixel, và camera macro nhỏ nhỏ ở đây thì sẽ là 5 megapixel. Ok, điểm thứ hai mà mình thích ở sản phẩm X50 này đó chính là về màn hình. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì màn hình của con này có tần số quét là 90Hz. Và thật sự 90Hz thì các bạn cũng đã biết rồi. Coi coi này, vuốt các thứ, ui, cứ phải bấm là animation các thứ của nó rất là mượt luôn. Dạ màn, ui các bạn coi, trời ơi, nó mượt. Trời, nó mượt vãi luôn đấy. Công nhận 90Hz và cũng như là với cái độ mượt của phần TouchOS á, thì thật sự cảm giác vuốt chạm các thứ nó rất là sướng luôn đấy. Và bên cạnh đó thì màn hình của con này các bạn thấy mình đang đứng ngoài trời nha, và cái độ sáng của mình để chưa phải là maximum nha. Nhưng mà các bạn thấy này, mình kéo maximum lên thì nó cho một cái độ hiển thị rất tốt ở ngoài trời như thế này khi mà mình đứng dưới nắng. Còn nắng gắt như thế nào thì mình chưa rõ, nhưng mà với cái mức nắng tầm 3-4 giờ chiều như bây giờ thì mình thấy là nó sử dụng các thứ rất là tốt, vẫn hiển thị rõ những cái icon và những cái chữ ở đây. Nói chung là mình nhìn các thứ rất là tốt. Và màn hình của con này sẽ là màn hình AMOLED và cũng như là kích thước của nó là 6.56 inch, và nó sẽ có độ phân giải là Full HD 90Hz các thứ thì như mình đã nói rồi. Còn về camera selfie á, các bạn sẽ thấy ở đây, đây là camera selfie đục lỗ với độ phân giải là 32 megapixel. Và thật sự camera selfie của Vivo rất đẹp. Ủa dã man các ông coi này. Ủa cái ảnh này mà tôi đi cua gái có phải gọi là mắc ba lê các ông. Ôi đẹp trai mấy trưởng ạ. Đấy, nói chung là đẹp lắm các bạn. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng tôi cũng có được con X50 Pro. Và thật sự cầm con X50 Pro này á, lần đầu tiên á, mình phải nói là con này nặng hơn rõ rệt so với con X50 các bạn ạ. Nó giống như kiểu tôi tập tạ 1kg xong ngày hôm sau tôi nâng một phát lên tạ 10kg các ông. Thật là sự cầm con này cảm giác nặng rõ rệt hơn so với con X50 đấy. Và về phần camera thì các bạn cũng sẽ thấy là camera của X50 Pro sẽ có sự khác biệt so với con X50. Đó chính là giờ đây camera của X50 Pro sẽ có một cái ống kính tiềm vọng với zoom lên đến là 5x nè. Và cũng như cũng được trang bị một cái công nghệ đó chính là Super Hybrid Zoom lên đến là 60x. Dã man chưa, đi tia gái có phải gọi là mắc ba lê luôn. Và cũng như các bạn thấy là cái cụm cam của X50 thì ý mình là X50 Pro thì nó cũng sẽ to hơn với cụm cam của X50. Và các bạn có thể thấy là cái màu sắc của X50 thì nó đẹp hơn, cá nhân mình đánh giá là đẹp hơn so với X50 Pro. Còn về cái độ trơn, độ mướt của nó thì cả hai mặt lưng này đều làm rất là tốt, cảm giác cầm cái thứ rất là sướng các bạn ạ. Điểm khác biệt thứ hai và cũng như là nâng cấp thứ hai ở con này đó chính là các bạn sẽ thấy là màn hình của X50 Pro sẽ là màn hình cong, vuốt từ cạnh vào có thứ rất là sướng. Và thật sự cái độ cong của con này không phải là cong quá nhiều nhé, là chỉ cong như thế này thôi. Và cũng như là những cái thao tác và cũng như là quá trình sử dụng cầm cái thứ và trải nghiệm thì mình thấy là không có gì khó khăn cả. Mình rất thích kiểu cong ở này nhé. Và các bạn cũng có thể thấy là viền thì cả hai con này đều có một cái sự mỏng tương đương nhau, không có gì khác biệt cả. Còn về camera selfie thì các bạn cũng thấy là camera selfie của X50 Pro vẫn sẽ có một camera selfie là sẽ độ phân giải là 32 megapixel, không có gì khác biệt luôn. Điểm khác biệt thứ ba đó chính là ở phần cấu hình thì X50 Pro sẽ có cấu hình là 765G và con X50 thì sẽ là 730 thôi. Còn RAM và cũng như bộ nhớ trong thì cũng sẽ có sự khác biệt. Ý mình là RAM thì như nhau 8GB, còn bộ nhớ trong thì có sự khác biệt là 256GB cho X50 Pro, còn 128GB thì sẽ là X50. Còn một điểm khác biệt cuối cùng nữa đó chính là pin của con X50 thì sẽ là 4200mAh, còn pin của con X50 Pro thì sẽ là 4350mAh. Và cả hai chiếc máy này đều có hỗ trợ cái sạc, đó chính là Vivo Flash Charge và công suất là
50W. Còn X50 Pro này cũng còn một cái điểm khác biệt nữa, đó chính là con X50 Pro thì sẽ hỗ trợ 5G, còn con X50 thì sẽ không có 5G nha các bạn, chỉ là 4G mà thôi. Cho nên các bạn sẽ thấy là cái giá của X50 Pro nó sẽ khá là cao, lên đến là 20 triệu. Con này thì sẽ chỉ là 12 triệu mà thôi. Đấy. Ok, và một cái điểm nữa như đầu video mình có nói, con này sẽ có một cái gọi là gimbal camera vào phần video nha. Các bạn sẽ thấy là nó không khác biệt gì so với con X50 ngoài việc là chúng ta có cái thanh zoom đây đúng không? Nhưng cái gimbal camera thì nó sẽ nằm ở đây này các bạn, vào phần cài đặt. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái mục đó chính là hiệu chỉnh micro gimbal. Thì cái này nó sẽ cân bằng cái gimbal chụp camera của chúng ta. Đấy, mình sẽ nghiêng như thế nào ấy để cho nó đấy. Calibration complete, nghĩa là nó đã hiệu chỉnh xong. Rồi, các bạn thấy ui dã man. Con chấm rung này. Ui. Dã man, tại bây giờ mình sẽ quay thử một đoạn video chạy như bị ăn cướp để coi là cái khả năng chống rung của nó tốt đến như thế nào nhá. Ok, như vậy là sau khi mình chạy xong mệt quá các bạn ạ. X50 Pro 20 triệu, X50 12 triệu. Thì các bạn thích chiếc máy nào đừng quên để vào bình luận phía dưới video nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của GZ. Like, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Thôi, mệt quá, tôi vô Starbucks làm đi nước các bạn ạ.